cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp. Mà bài trình bày của tôi hôm nay sẽ về xử trí ban đầu người bệnh đột quỵ não cấp. Và bài trình bày tôi thì cũng có khá nhiều điểm tương đồng với bài trình bày của bạn Tùng về cấp cứu trước viện và bài phân loại người bệnh của anh Thắng. Thì những cái nội dung mà chung thì tôi sẽ xin trình bày không lặp lại nữa. Tôi chỉ tập trung vào những cái nội dung liên quan nhiều đến đột quỵ não. Bài trình bày của tôi thì sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là về đại cương, phần thứ hai là xử trí trước viện và phần thứ ba là chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn tối cấp. Tôi chỉ tập trung vào giai đoạn 60 phút từ khi người bệnh vào viện. Về đại cương thì đột quỵ não thì chúng ta theo cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì đột quỵ não là hội chứng lâm sàng được đặc trưng bởi cái sự khởi phát đột ngột, các cái biểu hiện tổn thương của não và phải kéo dài trên 24 giờ hoặc là người bệnh tử vong trước 24 giờ ạ. Chúng ta cũng có biết được rằng là đột quỵ thì hay còn gọi là tai biến mạch máu não đấy, sẽ có hai loại. Một loại là thiếu máu não và chảy máu não. Và các cái yếu tố nguy cơ của mà đột quỵ não thì cũng khá tương đồng với các cái bệnh tim mạch khác, gồm có tuổi giới, các yếu tố như là tăng huyết áp, rồi bệnh tiểu đường, tim mạch, mỡ máu, vân vân. Các dấu hiệu đột quỵ thì có thường gặp nhất đó là liên quan đến vận động là liệt, một đặc biệt là liệt nửa người ạ. Thứ hai là rối loạn ý thức, rồi các cái bất thường về ngôn ngữ, các cái vấn đề bất thường về nhìn, ví dụ như là nhìn mờ, nhìn đôi và mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội, đặc biệt là trong chảy máu não. Tôi xin trình bày sơ qua về cái điều trị đột quỵ về chảy máu não. Về chảy máu não thì sẽ có hai hình thức, có thể là điều trị ngoại khoa hoặc nội khoa. Và trong cái ngoại khoa chúng ta có thể đặt các cái thiết bị để theo dõi áp lực nội sọ hoặc đo nhiệt độ não. Về nội khoa thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát huyết áp để làm giảm cái tình trạng chảy máu và kiểm soát cái tăng áp lực nội sọ bằng các phương pháp từ tư thế đến thuốc hay là đến các truyền các cái dịch. Và ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm soát thân nhiệt theo đích. Cái tiến bộ hiện nay nhất đối với đột quỵ đó là điều trị đột quỵ thiếu máu não là tái tưới máu trong giai đoạn cấp. Và đây là một trong những cái tiến bộ mà giúp đưa cái người bệnh đột quỵ trở về với cái cuộc sống bình thường tốt nhất. Và đối với điều trị thiếu máu não mà tái tưới máu ấy, thì chúng tôi hiện nay có hai phương pháp. Thứ nhất là tưới khối đường tĩnh mạch với cửa sổ là 4,5 giờ và thường dùng thuốc là Antefla. Và ngoài ra là có lấy huyết khối cơ học với cửa sổ 6 giờ, tức là dùng các cái dụng cụ. Các bạn tưởng tượng nó giống như là cái dụng cụ kim loại đấy ạ, luồn vào lòng mạch và để thông lấy các cái cục máu đông ra. Trong một số trường hợp đặc biệt ấy, thì chúng tôi có thể kéo dài cái thời gian lấy huyết khối lên đến 24 giờ, nhưng mà phải rất là cân nhắc. Về mặt dịch tễ học thì chúng ta thấy rằng là đột quỵ não theo thống kê năm 2016 đấy, của Tổ chức Y tế Thế giới thì là nguyên nhân thứ hai gây tử vong. Và chúng ta sẽ thấy là cứ 30 phút thì có một bệnh nhân đột quỵ đáng lẽ được cứu thì lại phải chết hoặc tàn phế. Đó là lý do mà tại sao mà chúng ta cần phải đưa được người bệnh đột quỵ đến đúng với cái đơn vị phù hợp, bệnh viện phù hợp để điều trị. Phần thứ hai là chúng ta xin đề cập đến xử trí trước viện. Xử trí trước viện thì có hai mắt xích trong cái chu trình điều trị người bệnh đột quỵ. Đó là gồm thứ nhất là nâng cao cái ý thức, kiến thức của người bệnh và người nhà, kiến thức chung đạo của người dân về đột quỵ. Thứ hai là vận chuyển người bệnh từ cái nơi mà xảy ra cái đột quỵ đến bệnh viện. Về nhận diện đột quỵ thì các bạn có thể khá là quen thuộc rồi với cái các cái dấu hiệu của đột quỵ mà viết tắt là FAST. Đó là liên quan đến liệt mặt này, liên quan đến yếu tay chân hoặc nói khó. Và khi có bất kỳ một trong các cái dấu hiệu này thì chúng ta phải liên hệ ngay với các đơn vị cấp cứu hoặc là đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế. Và chúng tôi thì có các cái tờ rơi ạ, giống như này ở tất cả các buồng bệnh. Các tờ rơi này sẽ được phát cho người bệnh, người nhà để người bệnh, người nhà có thêm cái kiến thức cũng như có các cái số điện thoại hotline đấy ạ, để liên lạc khi cần thiết. Và đây cũng là một trong các cái cách mà chúng tôi nâng cao được kiến thức cho người bệnh. Về phân loại trước bệnh viện ấy thì nó cũng khá là tương đồng với cả cái bài trình bày của bạn Tùng, tức là khi mà các cái người chúng ta sẽ là người phát hiện hoặc là người nhà phát hiện ra người bệnh đột quỵ thì sẽ gọi, tốt nhất là gọi được các bạn ở bên 115 đến cấp cứu là tốt nhất. Và khi mà các bạn 115 đến thì các bạn ấy sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố để đưa người bệnh đến các cơ sở y tế. Thì một trong số các yếu tố mà đó là khoảng cách đưa đến các cơ sở đột quỵ.
Thường chúng ta phải chọn cái khoảng cách gần nhất. Tuy nhiên chúng ta biết là khoảng cách gần nhất thì chưa chắc thời gian di chuyển đã là ngắn nhất. Do đó thời gian di chuyển cũng là một trong cái yếu tố mà chúng ta cần quan tâm. Cho dù khoảng cách rất ngắn nhưng tắc đường ạ, hoặc là chúng ta có cái xây sửa đường chẳng hạn, sẽ làm cho cái thời gian kéo dài. Rồi ngoài ra là các cơ sở vật chất của các đơn vị y tế hiện giờ chúng ta chưa đồng bộ. Do đó là khi mà chúng ta chọn một đơn vị y tế gần nhất chẳng hạn, thì lại không phải là đơn vị có được các cơ sở vật chất để có thể cấp cứu người bệnh đột quỵ. Do đó là chúng ta phải chọn lựa các đơn vị mà có khả năng có thể can thiệp tốt nhất cho người bệnh. Ngoài ra còn liên quan mật thiết đến cái giờ khởi phát triệu chứng. Như lúc nãy chúng tôi nói là giờ khởi phát mà trước 4,5 giờ hoặc trước 6 giờ chúng ta mới có cơ hội nhiều hơn cho người bệnh. Rồi liên quan đến cả mức độ nặng của người bệnh. Nếu mà bệnh nhân quá nặng mà chúng ta lại tìm các cái đơn vị cấp cứu mà ở xa thì rõ ràng là chúng ta sẽ làm nguy hại đến tính mạng người bệnh. Do đó là cái việc mà đưa người bệnh đến đâu cũng là một cái bài toán đặt ra cho những cái đơn vị vận chuyển. Cũng như là rất nhiều người nhà cũng có hỏi tôi là nếu mà bây giờ người thân của tôi bị đột quỵ thì tôi sẽ lựa chọn đơn vị nào, tôi sẽ lựa chọn bệnh viện nào ạ? Bệnh viện ở tại địa phương, tuyến huyện hay là đưa thẳng đến bệnh viện Bạch Mai hoặc các bệnh viện tuyến tỉnh? Thì đó, đây sẽ là các yếu tố mà chúng ta cân nhắc để chuyển. Cái khái niệm về thời gian khởi phát đột quỵ thì đặc biệt rất là quan trọng đối với bệnh nhân tái tưới máu. Và cái định nghĩa về thời gian khởi phát đột quỵ thì được tính là thời gian cuối cùng khi người bệnh còn bình thường. Một ví dụ ạ. Ví dụ như là người bệnh ngồi ăn sáng với cả con trai thì lúc đó là 7 giờ, người bệnh vẫn còn bình thường. Con trai đi tắm ạ, 7 rưỡi quay ra thì thấy là bố mình nằm gục xuống. Thế thì khi đó thì thời gian khởi phát chúng ta sẽ tính là 7 giờ ạ, là lúc mà người con trai cuối cùng rời khỏi bàn ăn. Tiếp nữa là khi người bệnh dậy vào buổi sáng ạ, đi ngủ lúc 10 giờ tối, cả đêm thì người bệnh không dậy một lần nào, và khi mà chúng ta buổi sáng gọi dậy thì người bệnh không thể nói được. Thế thì cái giờ khởi phát chúng tôi sẽ đánh giá là 22 giờ lúc là buổi tối đi ngủ. Và bây giờ thì hiện giờ thì với các cái phương tiện là chẩn đoán hình ảnh tốt như bây giờ thì chúng tôi có thể giới hạn và có thể xác định được rõ hơn cái thời gian khởi phát, và căn cứ vào đó, căn cứ vào hình ảnh chụp phim chúng tôi có thể quyết định là có thể tái tưới máu cho người bệnh không. Một ví dụ khác, người bệnh đang ngồi ăn cơm thì lúc đó là 12 giờ trưa và cầm cái bát nó bị rơi ạ, tay yếu không cầm được, thì khi đó chúng ta xác định cái giờ khởi phát là 12 giờ. Đây là một trong những cái yếu tố và cái thông tin cực kỳ quan trọng đối với bệnh nhân đột quỵ não, cái giờ khởi phát. Và khi mà có cái người bệnh mà xuất hiện các cái dấu hiệu đột quỵ thì ở tại hiện trường, tức là tại cái nhà người, tại cơ quan hoặc là tại nơi ở đấy, thì chúng ta sẽ đánh giá giống như các bệnh nhân cấp cứu khác mà thạc sĩ Thắng đã trình bày, chúng ta sẽ đánh giá về dấu hiệu sinh tồn, ý thức, huyết áp, vân vân ạ. Ngoài ra thì chúng ta cần thu thập thêm các thông tin, ví dụ như các thuốc đang dùng, xác định thời gian khởi phát và các cái thông tin khác từ gia đình cũng như người chứng kiến. Tóm lại là các cái lưu ý khi mà phát hiện người bệnh đột quỵ, chúng ta đánh giá chung này, đấy là cái điều chắc chắn ạ. Tất cả các bệnh nhân cấp cứu duy trì oxy FPO2 phải trên 94%. Chúng ta nên thử đường máu mao mạch và không được truyền các cái tĩnh mạch truyền dịch quá nhiều hoặc là các cái thuốc có chứa đường. Thiết lập các cái đường truyền nếu có, và tốt nhất là đường truyền với cái cỡ kim rất là lớn ạ, 18, và phải nên có hai đường truyền. Ngoài ra thì cần lấy cái số điện thoại của cái người thân hoặc người chứng kiến. Đây là một cái thông tin rất quan trọng, vì rất nhiều người bệnh đột quỵ xảy ra ở cái quán ăn chẳng hạn buổi sáng mà lại không đi cùng người nhà. Và khi mà chúng ta không xin được số điện thoại của người chứng kiến thì rất khó có thể hỏi được cái hoàn cảnh xảy ra cái đột quỵ hoặc các cái yếu tố liên quan khác. Do đó là cái số điện thoại cần liên lạc hoặc cái người mà chứng kiến là cực kỳ quan trọng. Và ngoài ra là sẽ vận chuyển nhanh chóng người bệnh đến các cái đơn vị đột quỵ mà chúng ta đã có các cái cân nhắc về các yếu tố mà cần lựa chọn. Tiếp theo là đến giai đoạn tối cấp, xử trí người bệnh trong 60 phút từ lúc người bệnh đến viện. Trong cái giai đoạn này thì mục tiêu thứ nhất là tái thông mạch và giảm phù não. Ngoài ra là cái thời gian cửa kim, tức là thời gian từ khi người bệnh đến viện cho đến khi mà dùng thuốc tiêu huyết khối là phải ngắn nhất. Đó là hai cái mục tiêu chính trong giai đoạn này. Tại sao thời gian lại quan trọng? Thì các bạn sẽ nhìn cái hình ảnh ở trên màn hình. Cái thời gian đối với não là cực kỳ quan trọng, bởi vì là ở cái màu đen ấy, đấy là cái phần lõi tổn thương của não. Cái màu xanh ấy, là cái phần mà não gọi là phục nửa tối, là phần có thể hồi phục nếu mà chúng ta tái tưới máu tốt. Thế thì sau 30 phút các bạn thấy là cái phần tổn thương nó nhỏ thôi ạ. Nếu sau 2 giờ thì phần tổn thương nó lan ra đã là một nửa. Và nếu mà các bạn để đến 12 giờ mà mới can thiệp thì lúc đó sẽ không còn cơ hội cho bất kỳ một cái phần não nào nữa. Nó sẽ chết hoàn toàn ạ. Theo khuyến cáo của một viện đột quỵ ở Mỹ thì chúng ta sẽ thấy các cái mốc thời gian rất là ngặt nghèo. Từ khi người bệnh đến viện
mà được gặp bác sĩ phải là 10 phút, được gặp cái đơn vị các nhóm cấp cứu về thần kinh là 15 phút. Từ khi đến viện được đưa sang phòng chụp là 25 phút và đến khi mà sử dụng thuốc tiêu huyết khối là 60 phút. Nhưng đây là khuyến cáo của năm 2011 ạ. Và sau 10 năm, năm 2021 thì thời gian đó đã giảm xuống chỉ còn là 10 phút từ khi người bệnh đến viện đến khi được chụp phim. Và sau 30 phút là đã phải được dùng thuốc tiêu huyết khối. Các bạn thấy là cái thời gian rất là ngắn. Những người điều dưỡng ở đơn vị đột quỵ thì phải chạy đua với thời gian để làm giảm tối thiểu các cái gián đoạn để làm cho cái thời gian cấp cứu được là tốt nhất, và khuyến cáo như vậy thôi, nhưng mà càng sớm thì càng tốt ạ. Mỗi phút trôi qua làm cái não nó sẽ chết thêm ạ. Vậy thì từ 0 đến 10 phút thì người điều dưỡng đột quỵ thường hay làm gì ạ? Thứ nhất là phân loại. Đôi khi thì cái người bệnh đột quỵ không phải đến ngay với chúng tôi ạ, sẽ đi qua cái đơn vị cấp cứu của anh Thắng trước. Và cái vai trò của cái điều dưỡng phân loại ở đơn vị cấp cứu lại cực kỳ quan trọng. Phát hiện ra các dấu hiệu đột quỵ và sẽ chuyển người bệnh sang cái đơn vị đột quỵ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đo các dấu hiệu sinh tồn đương nhiên ạ, và báo bác sĩ nếu huyết áp cao trên 185 trên 110 mét thủy ngân. Sẽ đeo các vòng thông tin tên của người bệnh ạ, thử đường máu. Và đặc biệt cái việc mà có thể giảm được cái thời gian tối đa cho người bệnh đó là đưa bệnh nhân đến phòng chụp CT bằng cáng của đơn vị vận chuyển. Tuy nhiên là tôi nghĩ là đây là việc quá khó khăn, không thể sử dụng cáng của đơn vị vận chuyển được, đúng không bạn Tùng? Vì tôi cũng rất là thông cảm với đơn vị vận chuyển, khi mà cái cáng thì người ta cũng còn sử dụng vào cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển bệnh nhân khác. Do đó là tất cả bệnh nhân chúng tôi đều phải vận chuyển bằng cái cáng của đơn vị, do đó là cũng làm tăng cái thời gian thêm. Ngoài ra thì sẽ hoàn thiện cái hồ sơ sau và chúng tôi sẽ mang theo cái bộ tiêu huyết khối sang cùng phòng chụp. Ở cái phút thứ 10 đến 20 thì chúng tôi sẽ làm các việc sau. Thứ nhất là đường truyền, hai đường truyền ạ. Thứ hai lấy máu xét nghiệm, có thể thử cái test INR nếu bệnh nhân dùng các thuốc chống đông. Rồi trên cái tờ xét nghiệm thì chúng tôi sẽ có các cái đóng dấu màu đỏ để cảnh báo và được ưu tiên khi người ta làm xét nghiệm. Trên các đơn vị xét nghiệm sẽ được ưu tiên. Rồi đánh giá các tình trạng về thần kinh, tim mạch. Và đặc biệt là các bệnh nhân đột quỵ thì đều khuyến cáo là nhịn ăn, không ăn hoặc uống bất kỳ một cái dung dịch hoặc là thức ăn nào bằng đường miệng. Do là thuốc tiêu huyết khối thì liên quan đặc biệt đến cân nặng nên chúng tôi sẽ phải cân người bệnh và ghi chép hồ sơ. Và khi mà người bệnh mà có chỉ định tiêu huyết khối á, thì thứ nhất là chúng tôi sẽ phải kiểm soát huyết áp, thường phải kiểm soát bằng thuốc truyền tĩnh mạch đi các DP ạ. Và cái việc mà double check của cái thuốc tiêu huyết khối là việc cực kỳ nên làm, bởi vì là thứ nhất là nó liên quan đến liều lượng, thứ hai là cái giá thành của một lọ thuốc là rơi vào 10 triệu. Tuy nhiên là với cái nhân lực hiện giờ của trung tâm đột quỵ chúng tôi thì cũng chưa làm được cái việc double check giữa hai điều dưỡng, nhưng mà sẽ có double check giữa một bác sĩ chỉ định và điều dưỡng. Đó là cũng là một trong các cái cách mà chúng tôi giảm thiểu cái sai sót. Sau đó thì chúng tôi sẽ bolus thuốc và truyền theo y lệnh. Và cái việc theo dõi sau khi dùng thuốc tiêu huyết khối thì cực kỳ nghiêm ngặt. Trong 2 giờ mà bắt đầu từ rút dùng thuốc là phải theo dõi 15 phút một lần. 6 giờ tiếp theo là 30 phút và theo dõi liên tục cho đến 24 giờ và mỗi giờ một lần. Cái việc mà theo dõi sát như thế này mà các bạn mà không có các cái hệ thống theo dõi liên tục ấy, máy monitor, thì tôi nghĩ là thực sự là chúng ta không thể làm được, nó sẽ quá tải. Nhưng mà với những bệnh nhân mà sử dụng thuốc tiêu huyết khối thì tôi đều phải ưu tiên các cái hệ thống theo dõi và máy đo lắp liên tục thì mới có thể đáp ứng được cái việc theo dõi ngặt nghèo này. Ngoài ra thì phải đánh giá các yếu tố về thần kinh cũng theo cái mốc thời gian y như vậy ạ, cũng 15-30 phút rồi 1 giờ. Rồi theo dõi các cái biến chứng thường gặp sau tiêu huyết khối, đặc biệt là biến chứng về chảy máu. Và xin nhắc lại là chúng ta sẽ khuyến cáo là sẽ không ăn uống bằng đường miệng. Và trước khi bắt bị kỳ cái thức ăn hay nước uống mà đưa vào đường miệng, chúng tôi đều phải tầm soát nuốt, đánh giá rối loạn nuốt. Và khi mà người bệnh có thêm cái chỉ định về lấy huyết khối thì sẽ chuyển người bệnh sang cái đơn vị can thiệp là đơn vị điện quang và bàn giao cho các bác sĩ điều dưỡng ở tại đó. Thuốc tiêu huyết khối chúng tôi hiện giờ đây đang dùng đây ạ, đây là cái chế phẩm Actilize. Và liều thì tùy theo bác sĩ ạ, chúng tôi có thể có hai liều, đó là liều tiêu chuẩn và liều thấp. Liều tiêu chuẩn thì sẽ tính là 0,9mg trên kg cân nặng, bolus 10% và duy trì cái lượng thuốc còn lại trong 1 giờ. Thế còn liều thấp là sử dụng 0,6mg trên kg cân nặng. Các biến chứng sau khi mà sử dụng tiêu huyết khối thì tôi cũng vừa trình bày, đó là chảy máu, gồm có chảy máu não, chảy máu toàn thân và các phản ứng dị ứng. Tuy nhiên phản ứng dị ứng thì hiện giờ tại đơn vị chúng tôi thì chưa xảy ra. Chảy máu thì có và chúng ta sẽ phát hiện cái dấu hiệu của chảy máu thì căn cứ vào cái tình trạng đau đầu, huyết áp, buồn nôn và nôn của người bệnh và cái ý thức xấu đi. Ngoài ra đối với bệnh nhân đột quỵ thì các bạn lưu ý là có 3 cái chỉ số cực kỳ quan trọng mà bất kỳ người bệnh đột quỵ nào chúng tôi cũng đều đánh giá, đó là liên quan đến thân nhiệt, nhiệt độ, có sốt hay không ạ.
thứ hai là đường máu và thứ ba là đánh giá nuốt. Tại sao sốt và đường máu chúng ta lại phải quan tâm? Bởi vì là khi mà hai cái chỉ số này, ví dụ nhiệt độ tăng và đường máu tăng, thì sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong của người bệnh đột quỵ. Và cái người bệnh mà có cái đường máu tăng thì cái khả năng mà hồi phục của người bệnh cực kỳ kém, và rất là lâu người bệnh có thể hồi phục được liền. Còn nuốt, nếu mà chúng ta không đánh giá tốt mà chúng ta để cho người bệnh có rối loạn nuốt mà ăn bằng đường miệng, thì rất dễ bị gây ra viêm phổi sặc. Và thứ hai là cái việc dinh dưỡng sẽ rất là kém, vì do nuốt không được, người ta sẽ không ăn, hoặc là người ta không thể đưa được cái thức ăn bằng đường miệng. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta phải làm nhanh nhất các cái can thiệp điều dưỡng trước khi người bệnh đến phòng chụp phim, gồm có là đảm bảo về oxy, đảm bảo về huyết áp, rồi truyền dịch, nhưng mà không phải là truyền lượng lớn mà chúng ta đặt đường truyền để chúng ta có thể dùng thuốc, rồi kiểm tra đường huyết, phải duy trì đường huyết trong khoảng từ 3,3 đến dưới 16 mmol trên lít. Và theo khuyến cáo như tôi đã trình bày lúc trước, đó là sau 10 phút từ khi người bệnh đến viện là chúng ta đã phải đưa được người bệnh sang phòng chụp. Đây là một số các cái chỉ định mà các bạn sẽ thấy là tôi đóng dấu màu đỏ đấy ạ, sẽ có cái đóng dấu ký hiệu. Và khi mà cái giấy chụp như thế này mà đưa sang phòng chụp điện quang thì bao giờ trung tâm điện quang cũng sẽ phối hợp rất là tốt, và người ta sẽ ưu tiên các trường hợp cấp cứu của đột quỵ sẽ được chụp trước. Và chúng tôi sẽ có các cái nhóm để trao đổi thông tin như thế này ạ, để khi các kết quả mà được có kết quả đấy ạ, thì chúng ta sẽ có được xác nhận từ phía của các bác sĩ bên điện quang. Và hiện giờ thì cái hệ thống chụp phim của chúng tôi cũng tương đối là tốt. Sau khi chụp là hình ảnh phim đã được truyền tải ngay, và các bác sĩ tại đơn vị là có thể xem được phim và kết quả luôn, mà không cần phải lấy kết quả in ạ. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là có một số các cái khó khăn khi mà cái phòng chụp ấy ạ, nó không liên hoàn với cả cái đơn vị đột quỵ. Chúng tôi phải đi qua một con đường và không có mái che ạ. Do đó khi mà trong cái điều kiện thời tiết nó không thuận lợi, thì rõ ràng là đây là một trong các cái nguyên nhân làm kéo dài thời gian chụp phim, rồi gây khó khăn cho cái việc mà chúng ta chụp phim cho người bệnh. Và chụp phim mà muộn thì cái kết quả phim muộn, và cũng làm cho cái thời gian dùng thuốc nó sẽ giảm đi. Như vậy thì để cấp cứu thành công một người bệnh đột quỵ thì chúng tôi nhấn mạnh lại là có hai ý. Thứ nhất là phải xử trí càng sớm càng tốt ạ. Vẫn đánh giá người bệnh đúng như là một bệnh nhân cấp cứu thông thường khác, đánh giá về đường thở, về nhịp thở, về tuần hoàn. Chúng ta phải nhận thức và phải nắm được các cái dấu hiệu của đột quỵ như trình bày phía trên. Ngoài ra là chúng ta khi mà có các cái bệnh mà có dấu hiệu đột quỵ thì phải khởi động ngay cái gọi là cái cold stroke đấy ạ. Tức là bệnh nhân này là bệnh nhân đột quỵ cấp, và đưa người bệnh tới phòng chụp phim thật nhanh chóng để có kết quả chụp phim, để nếu mà là bệnh nhân mà nhồi máu não hoặc thiếu máu não, chúng ta có thể dùng thuốc tiêu huyết khối. Và phải nhớ trong đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ rằng là thời gian là não ạ. Và chúng ta càng trì hoãn thì cái việc hồi phục của người bệnh sẽ càng kém đi. Và do đó là đọc kết quả được trên máy và chúng tôi mang thuốc mà tiêm được thuốc, sử dụng được thuốc ngay tại phòng chụp vẫn là tối ưu. Tuy nhiên là trong một số trường hợp khi hiện nay mà cái phòng chụp phim, cái máy thì ít mà bệnh nhân thì đông ạ. Chúng tôi nếu mà chúng tôi mà dùng thuốc tại cái phòng chụp thì sẽ làm gián đoạn việc chụp phim. Do đó là rất muốn là sử dụng thuốc tại phòng chụp phim, nhưng mà phần lớn vẫn phải đưa về đơn vị và sử dụng thuốc tại đơn vị. Chứ nếu chúng tôi chiếm dụng phòng chụp phim thì sẽ rất nhiều bệnh nhân khác không được chụp trong cái thời gian chúng ta dùng thuốc. Do đó đấy cũng là một trong cái khó khăn của đơn vị. Vâng, tôi đã trình bày xong cái bài báo cáo của mình. Rất cảm ơn các anh chị và quý đồng nghiệp đã lắng nghe ạ.